Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhiều quy định về giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực. Nguy cơ mất an toàn giao thông do vi phạm tốc độ. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 8 năm 2020, một số quy định về giao thông chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Sau đây là một số quy định đáng chú ý. Theo thông tư 58 của Bộ Công an về quy trình đăng ký xe, thu hồi biển số áp dụng từ ngày 1 tháng 8, tất cả xe tải, xe khách, taxi, xe hợp đồng phải chuyển sang biển màu vàng, không loại trừ xe mới hay cũ. Cũng theo thông tư 58, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, người dân, tổ chức có ô tô, xe máy mua qua nhiều đời chủ, thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển nhượng cũng được sang tên đổi chủ. Thay vì bắt buộc phải có giấy mua bán như trước kia, thì từ ngày hôm nay, với các phương tiện sang tên không có giấy tờ mua bán, cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày. Sau 30 ngày, nếu không tranh chấp khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe phải giải quyết đăng ký cấp biển số. Đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng ký xe, hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký cấp biển số tại nơi cư trú. Vượt đèn đỏ là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chết người. Tuy nhiên, một số người tham gia giao thông vẫn không chấp hành đèn tín hiệu khi đi qua ngã ba, ngã tư. Vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Hải Dương là lời cảnh báo cho những ai không chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 7 tại ngã tư Bóng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Những người chứng kiến vụ việc cho biết, người phụ nữ điều khiển xe máy đã vượt đèn đỏ khi đi qua ngã tư, đã bị xe container tông trực diện, cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe container. Thưa quý vị và các bạn, chạy quá tốc độ cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những lỗi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế, để kiềm chế tai nạn giao thông, việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý lỗi vi phạm tốc độ là việc làm cần thiết. Tại nhiều tuyến đường, không khó để bắt gặp người điều khiển phương tiện, chủ yếu là mô tô, xe máy phóng nhanh, vi phạm tốc độ, thậm chí còn lạng lách đánh võng, gây nguy cơ mất an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác. Thực tế, hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ là hành vi nguy hiểm, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 73 người, làm bị thương 67 người. Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông cho thấy, lỗi vi phạm tốc độ chiếm tỷ lệ cao nhất với 18 vụ tai nạn giao thông, chiếm 20,4% về số vụ, làm 19 người chết, chiếm 26%, làm 13 người bị thương. Tốc độ bọn nó chạy đôi khi chạy đánh võng đánh vía còn trên 90 cây trên 80 cây, chạy không máu không nuốt nên chạy không nhanh, đôi khi tai nạn đây chút chết người nhiều lắm. Tốc độ giới hạn cho phép trên các tuyến đường đều được các chuyên gia giao thông nghiên cứu tính toán dựa trên các căn cứ khoa học, điều kiện về đường xá, lưu lượng phương tiện và điều kiện để đảm bảo an toàn giao thông của từng loại đường khác nhau. Do đó, khi các phương tiện chạy quá tốc độ cho phép, dễ dẫn đến tình trạng mất lái, thiếu kiểm soát khi gặp sự cố bất ngờ dẫn đến tai nạn giao thông. Về cái lỗi vi phạm tốc độ thì nói chung công an cần lập các chốt để ngăn chặn, kiểm tra tốc độ để kiểm soát nhiều hơn. Để hạn chế lỗi vi phạm về tốc độ, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có những giải pháp đồng bộ từ việc rà soát hệ thống biển báo đến việc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bản thân mỗi người lái xe cần tự nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về tính chất nguy hiểm của hành vi chạy quá tốc độ để có sự điều chỉnh trong quá trình tham gia giao thông, tuyệt đối không vì nhanh vài giây chậm cả đời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.